Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Radio. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Hôm qua tôi có lên một cái clip xả hàng 29 món thì cũng được rất nhiều anh em quan tâm và ủng hộ. Thì trong đó có một cái cặp loa rất là đẹp, cặp loa đồng trục, đặc biệt là thùng hôn, có cái mức giá 2.500.000. Thì nhiều anh em không tin, không dám tin vì tại sao nó rẻ như vậy. Thì hôm nay tôi đưa lên đây giới thiệu và chia sẻ với anh em. Thì cái cặp loa này là cặp loa đi quay của người là đóng nha. Thì nó là thùng gỗ, nhưng mà tôi thích thì lúc trước là tôi để trong cái phòng làm việc của bà xã thôi á, thì để nghe nhạc nên là có sơn màu trắng cho nó đẹp dễ thương á. Thì anh em nào mà thích cái cặp này thì cùng xem ha, tôi sẽ review cho anh em xem và nói tại sao nó có cái mức giá nó rẻ như thế này. Thì cặp loa này anh em là tôi mua lại một cái cũ của anh em bán cho Khôi ha. Đó, cái cũ này tôi mua của anh em là một chèo này đó, rồi về làm một cái thùng hôn anh em, kích thước chuẩn luôn, thêm 1.9 nữa ha. Đó là coi như 2.9 với tiền ship là 3 triệu. Thì mình để mình chơi nè, mình chơi rồi thì mình cũng giống như khơi mà nhỏ lại luôn nha. Mình chơi rồi thì mình cũng giống như là khách dùng thôi. Thì bây giờ mình muốn bán thì mình bán lỗ nha, điều đó hiển nhiên. Thì đây nè, cái cụ của nó có hiệu, nó có cái chữ Refencer thôi. Còn đây nè, tôi đã tháo nó rồi nè, chụp lại cho anh em xem cái cụ đây rồi này ha. Đó, ok nè. Đó, hoạt động tốt ha, loa zin hoạt động tốt. Đó là những cái thứ mà mình đảm bảo với anh em. Rồi, cọc loa nằm ở phía sau này nè. Đây, cọc loa này ha, cọc bắp chuối hoặc là mọi chim đều được ha. Đó, thùng này kích thước nó cao khoảng 20, 40, 60 nè. Rồi chiều sâu thì nó khoảng 30. Đó, cao 60, sâu 30. Đó, thì cái cụ này nằm sát ở đây rồi, anh em chỉ lắp được cụ này thôi, mình đóng vừa thôi ha. Đó, thì màu trắng, có e căng luôn nè. Anh em thợ làm cho mình rất là chuẩn chỉ luôn. E căng đàng hoàng luôn. Đó, hai cái đều đẹp. Cọc loa đồ ngon lần luôn. Đó. Mình về là mình phải bỏ thêm cọc loa nữa nè, nên tốn tiền nữa. Nhưng mà khi chơi rồi thì bây giờ mình sẽ bán lại cho anh em chơi thôi. Đó, không tính lời lỗ, tính lỗ nhưng tính lời 3 triệu, bây giờ bán lại cho anh em 2.5 triệu. Đó, anh em nào thích là bỏ trong cái phòng làm việc, bỏ trong phòng ngủ vân vân thì lấy cặp này, hoặc là tháo cái cụ ra lấy cái thùng cũng được nè, lắp cái cụ vào chơi ha. Đó, cái cụ này là cụ bác 18 anh em, 18 nha, 18 cả cái viền này luôn là 18 này anh em ha, lưu ý này, 18. Rồi ok, thì có vậy thôi. Anh em nào thích thì liên hệ với Khôi lấy chơi, thì Khôi cũng vẫn là test nhạc cho những anh em nghe thử. Vì hôm qua nhiều anh em nói là chắc là loa hư, loa không hát nên bán giá này, thì mình nói không, loa zin hoạt động tốt, mình cam kết vậy để mình mở lên cho anh em cùng nghe ha. Đó, đó. Đó, ok ha, hoạt động tốt rồi, hoạt động hoàn hảo anh em nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ test một cái khúc hoàn chỉnh luôn, rồi sẽ báo giá là sẽ nói về phần giao dịch cuối clip anh em. Giá thì 2.5 triệu ha, anh em thích liên hệ, và giá này không bao ship, cũng như ưu tiên anh em ở Sài Gòn tới chợ trước anh em nhé. Vì bán lộ mà lộ rồi lộ dưới vốn, còn nếu mà kinh doanh á thì chắc chắn phải cái cặp này phải bán được 4 triệu, bỏ ra 3 triệu thì phải bán được 4 triệu anh em. Công cán của mình rồi, mình làm clip làm YouTube nữa mà, nhưng mà mình chơi thì mình bán lộ là chuyện rất bình thường ha. Rồi, cảm ơn anh em nhớ đăng ký kênh cũng như like bài giúp Khôi ạ. Vì Khôi muốn đưa cái cặp này lên bán để lấy cái sự tương tác, đó là rõ ràng và có cái mục đích nha. Nên là anh em giúp Khôi một like, một kênh, tất cả những cái thao tác của em đều là miễn phí, nhưng mà nó mang được cái hiệu quả rất lớn cho người bán hàng như Khôi. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chuyện từ một đêm cuối nẻo muôn tiễn một người đi, đẹp như bài thơ nữa giữa đêm xưa lỡ tận chưa biết một lần vì
chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo xà đường khuya. Bồi hồi người trái hương nẻo đêm sâu dấu tình. Bán lỗ, bán xả như người chơi thôi. Nên qua clip này thì rất mong tất cả những ai đang xem được Rồi, Khôi vừa test thử một ca khúc Bolero nè. Thì hay, nói chung là được đó nè. Với cái mức giá này thì thật sự là quá hài lòng luôn. Thì qua clip này thì Khôi cũng muốn chia sẻ đến tất cả mọi người chơi, kể cả Khôi là người bán, nhưng mà những cái món hàng để lâu hoặc là mình làm, mình mua về thì mình nghe, thì khi mình bán thì mình cũng chấp nhận bán lỗ từ phần trăm luôn anh em ha. Rồi cái mức giá thì Khôi cũng đã nói như clip trước là 2.500.000. Thật sự là nhiều người sẽ không tin luôn, không tin là đây là giá này, nhưng mà Khôi nói thật luôn, cái gì mà Khôi đóng có chơi có làm thì Khôi cũng bán lỗ lên nha. Còn nếu mà kinh doanh thì bỏ vốn ra 3 triệu thì phải bán cặp này 4 triệu nha. Còn đây là mình chơi nên mình bán lại cho anh em 2.500.000. Thì anh em mà xem được clip này thì cũng mong là sẽ có một cái sự tương tác, đó là anh em like kênh, đăng ký kênh giúp Khôi. Nếu có xài Zalo, Facebook thì chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng biết tới kênh của Khôi nha. Rồi, một lần Khôi xin cảm ơn. Thì mức giá không bao ship nha anh em, ưu tiên anh em ở Sài Gòn tới nhà chợ trước. Còn ở các tỉnh thì chừng khoản đủ Khôi sẽ ship đi. Lưu ý là không ship code anh em nha. Bán lỗ rồi mà còn ship code nữa thì Khôi không ship. Thì hỗ trợ anh em đóng hàng, tại vì tốn thêm vật tư, tốn thêm công rất là nhiều nữa. Nên anh em nào thực sự có nhu cầu thì hoặc là biết chơi, thậm chí thì mua hàng chuyển khoản giúp Khôi ha. Rồi xin phép tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ cho Lê Khoa Audio ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.